Lời đầu cho xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em yêu trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 12 tháng 11, em tục giới thiệu đến các bác chữ đầu ý của hãng Ma Giang với model là CD5000. Chiếc đầu này là sở hữu size 43, chiều cao của nó là 9 cm và chiều sâu của nó 26 các bác nhé. Và đầu này là nặng là 3 kg. Chiếc đầu này là sở hữu cả hình màn hình hiển thị tên bài hát này, và nó sử dụng toàn bộ cơ và chip giải mã là của hãng Philips, rất là cao cấp và bền bỉ các bác nhé. Đấy, cũng bắt đọc của Philips luôn, nó là đặc trưng của Ma Răng rồi. Cái chất âm của Ma Răng rất là ngọt ngào và chi tiết. Thì, em sẽ quay về phần ngoại hình của em nó và sau đó em sẽ quay test chất âm cũng như bắt đọc của nó để các bác thức. Đấy, về thì tình trạng mặt con này thì rất là đẹp, có bị chảy xước gì cả. Nhà chỉ còn là mặt trên này, đường thì có chảy này, lát đường này có chảy sơn. Em để nguyên gì lúc nào thì về thì sơn lại, sơn không sơn này thì tùy mặt trên này, không không quan trọng, quan trọng là mặt thôi. CD 5000 điện 100V, công suất tối đa của nó là 7W. Chạy đây, cổng quang này, cổng digital này, cổng analog này. Con này là sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà xuất thị trường Nhật Bản nên chất lượng của nó yên tâm nhé, gọi là sản xuất ở Trung Quốc là cũng tốt. Philips, mặt Philips này, và cái tỉa mạch này bình thường là cái bố trí thì nó nằm ở đây, nhưng mà con này thì đã là bố trí nó nằm ở dưới gầm của cái bộ cơ này, đấy, tỉa mạch đây, đấy, ở dưới gầm, mặt đọc luôn. Bây giờ không để các bác chờ đợi, em sẽ test phần mặt đặt cũng chất âm của em nó để các bác tưởng tức. Đây là mặt đặt thì phải là cơ chắc chắn, đọc tốt quá, nhận bài ngay. Quên chưa chưa cắm mà. Kinh nghiệm.
hát đây. Quán này nó hơi tối quá nhá. Em một tím mà. Đọc cực tốt. Mà đang đặc trưng của nó tức là múa rất là ngọt ngào và chi tiết các bạn. Em ở chốn nào cho tôi tìm thấy trong từng nỗi buồn mênh mông còn đây. Tôi ngồi lặng lẽ sầu riêng tôi trong cõi vắng trông đợi bao giờ tình ấy vẫn xa xa. Trăng về đêm này, trăng sao buồn bã, như lòng tôi còn bao năm lạnh giá. Tôi gọi người âm thầm, chân dung chưa lần thấy. Chốn nào yêu thương còn thắt lên đầy tâm hồn trong tôi chiều tắt giữ người tình trong mộng trăng khuya sâu lắng. Chốn nào yêu thương còn thắm lên đầy tâm hồn trong tôi chiều tắt giữ người tình trong mộng trăng khuya sầu lắng xa người trong mộng. Tôi với có xin phép được dừng video test tại đây. Thì, trước đợt này trong cái tình trạng bị cháy như thế thì em bán với giá là 1,5 triệu đồng để cho các bác chơi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với em với số máy là 0907 223 269 các bác nhé. Các bác nhớ đăng ký kênh, like, share giúp em để hiểu anh em cho đôi chân mạnh miền được quý bến cũng như là ủng hộ em.
hình thức mua hàng bên em là các bác, một các bác đặt cọc 500.000, hai nữa là các bác chuyển tiền đủ, em ship hàng toàn quốc các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác tại video tiếp theo. Em xin chào.